Thưa các thầy, các cô và các quý vị đồng nghiệp, trong buổi sinh hoạt khoa học cập nhật kiến thức y khoa buổi trưa ngày hôm nay, một cái chủ đề vẫn tiếp theo các cái chuỗi các cái bài giảng về liên quan tới cái tác động của COVID-19 lên các cái cơ quan hệ thống ở trẻ em. Thì trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, bác sĩ khoa thận và lọc máu Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ trình bày về cái chủ đề COVID-19 và hệ thận tiết niệu ở trẻ em. Đây cũng là một cái mảng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng khá là khó. Thì trên thực tế thì chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã gặp một số những cái bệnh nhân và rất dễ để chúng ta chẩn đoán với một số những cái bệnh lý mà chúng ta nghĩ rằng là thông thường. Thế nhưng thực tế nó có thể là chính là cái hậu quả của nhiễm COVID cấp tính cũng như là cái hậu quả về lâu dài của COVID-19. Trân trọng kính mời bác sĩ Ngọc ạ. Vâng, kính chào các thầy cô, các anh chị cùng các bạn đồng nghiệp ạ. Như chúng ta đã biết thì đại dịch COVID ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của xã hội như y tế, kinh tế và giáo dục. Và trong cơ thể con người cũng vậy ạ. SARS-CoV-2 cũng ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong cơ thể. Các buổi chuyện báo cáo chuyên đề trước thì chúng ta đã nghe báo cáo về tác động của SARS-CoV-2 lên hệ tiêu hóa và hệ hô hấp. Và hôm nay tôi xin phép được trình bày về tác động của SARS-CoV-2 lên hệ thận tiết niệu ạ. Vâng, thì chúng ta biết rằng là COVID-19 là một bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra và bệnh lây truyền giữa con người và chủ yếu là thông qua đường hô hấp. Và nhiều người mắc bệnh thì có thể có triệu chứng hoặc không có triệu chứng, không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ hoặc triệu chứng nặng hoặc là có thể thậm chí tử vong. Và hầu hết các cơ quan hệ hô hấp và hệ miễn dịch là cái cơ quan đích chính của COVID-19. Ngoài ra thì có hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, hệ thần kinh và thận cũng bị tác động của COVID-19 thông qua hệ thống tuần hoàn. Và bệnh thì gây tổn thương các cơ quan, cũng gây tổn thương nhiều các cơ quan và gây ra các vấn đề sức khỏe về lâu dài. Về vấn đề tổn thương thận thì các tác giả cũng đã ghi nhận và rằng có tổn thương là hình ảnh có các cái tổn thương như đái máu, bồ tim niệu, tổn thương ống thận và hay là tổn thương thận cấp ạ. Và cái vấn đề tổn thương thận cấp cũng đã ghi nhận được 20-40% trong các bệnh nhân ở khoa hồi sức và là một trong những yếu tố tiên lượng nặng của bệnh ạ. Chính vì cái đại dịch COVID bùng phát cho nên là cũng là một thách thức lớn cho các nhà thận học ở trên thế giới cũng như bệnh nhân trong vấn đề quản lý bệnh nhân cầu thận ạ. Chính vì vậy mà cho chúng tôi trình bày chuyên đề này để đánh giá về để hiểu biết để trình bày các vấn đề về cơ chế bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng những cũng như là quản lý của bệnh nhân thận gây ra bởi COVID ở trong giai đoạn bệnh và trong giai đoạn hậu COVID ạ. Và trong các bệnh nhân cầu thận đã có từ trước thì vấn đề quản lý ở trong những bệnh nhân này như thế nào ạ? Về cơ chế bệnh sinh về của tổn thương thận trong bệnh nhân về cơ chế bệnh sinh của tổn thương thận trong các bệnh nhân COVID thì chúng ta thấy rằng có nhiều yếu tố và vai trò đầu tiên là sự xâm nhập của virus vào các tế bào vật chủ thông qua các enzyme chuyển angiotensin 2 và các enzyme này có vai trò như một thụ thể đồng thời có vai trò liên kết giữa các virus SARS-CoV-2. Các enzyme chuyển này là các bộ tin xuyên màng của các nhóm thụ thể chức năng TIP 2 và biểu hiện ở các tế bào biểu mô ạ. Protein S của cái virus SARS-CoV-2 này liên kết với các cái enzyme chuyển angiotensin 2 ạ. Và để xâm nhập được vào trong tế bào để xâm nhập được vào trong mô thì cần có một cái protein xuyên màng gọi là protein S. Cái protein này có vai trò là cắt cái protein S của virus và có vai làm cho virus có thể hòa màng và nhân lên ở trong các mô của cơ thể ạ. Và một cái cơ chế tiếp theo là chính cái tác động trực tiếp của cái virus này lên mô thận ở tổ thương ống thận và các tế bào có chân thông qua cái enzyme chuyển angiotensin 2 này gây nên hoại tử ống thận cấp, mất protein trong bao man, bệnh cầu thận xẹp và các tổn thương ở thi thể. Ngoài ra tổn thương thận ở trong bệnh nhân COVID này còn có ảnh hưởng là thông qua cái cơ chế gián tiếp của SARS-CoV-2 ở trên thận ạ. Các cái virus này xâm nhập vào đại thực bào, phế nang và biểu mô của phổi. Các virus này nhân lên đồng thời giải phóng ra các cytokine và các chemokine chính đồng thời là kích hoạt phản ứng miễn dịch tạo ra cơn bão cytokine và gây suy các cơ quan và chính suy các cơ quan như thận
tim và đường hô hấp làm cho bệnh trở nên nặng hơn. Ngoài ra thì tổn thương thận còn do rối loạn chức năng nội mô, bệnh vi mạch và các rối loạn chức năng đông máu ạ. Về sự biểu hiện của enzyme chuyển angiotensin 2 trên cơ thể thì người ta thấy rằng cái vị trí của enzyme chuyển angiotensin 2 trên cơ thể hầu hết các cơ quan như phổi, hệ thống tim mạch, hệ thống tiêu hóa, hệ thống thận tiết niệu và tuyến giáp và tinh hoàn. Và trong cơ tế bào trong hệ thống thận tiết niệu thì thấy rằng cái enzyme chuyển này có nhiều trong các tế bào có chân, các tế bào ống thận và biểu mô bàng quang. Một cái nghiên cứu người ta thấy rằng thì biểu hiện của các cái enzyme chuyển này trên các tế bào biểu mô ống nhuận gần cũng như tế bào biểu mô của bàng quang thì là nhiều hơn là trong cái hệ thống hô hấp với tỷ lệ là 4,4%, 2,4% so với cả hệ hô hấp là 2% ạ. Về biểu hiện mà cái lâm sàng mà gây ra của SARS-CoV-2 trong hệ thống thận ạ, thì người ta thấy rằng là cái tổn thương mà do COVID gây ra thận có thể gây ra sơ hóa thận hay còn gọi là bệnh cầu thận xẹp. Người ta có một danh pháp khác là cái bệnh cầu thận bệnh COVID kết hợp với bệnh cầu thận hay còn gọi là COVAN. Và cái biểu hiện của các cái triệu chứng của tổn thương thận bao gồm như là bồ tiết niệu và cả bệnh nhân có bồ tiết niệu và hồng cầu niệu và tăng creatinine máu và nhiều bệnh nhân thì có rối loạn chức năng ống thận ạ. Về mô bệnh học ở thận do COVID gây ra thì người ta thấy rằng là thấy trên những mô sinh thiết thận và khám nghiệm tử thi thì tổn thương thận ở trong COVID-2 này thì gây ra tổn thương nhu mô thận, kẽ thận và hoại tử các tổn thương ống thận cấp, và người ta thấy rằng là tổn thương mô kẽ thì nặng hơn là tổn thương cầu thận và tổn thương ở hầu hết các cái vị trí của thận bao gồm cầu thận với tổn thương nội mô như là phù mở rộng lớp màng dưới nội mô và tăng sinh nội mô với sự lắng động của các IgAg, IgA, IgM và C3. Với các tế bào có chân thì người ta thấy rằng có sự không bào các tế bào có chân và tách ra khỏi màng đáy cầu thận. Tổn thương hình liềm có thể thấy hoặc là tăng sinh các tế bào viêm hoặc là có thể thấy tổn thương sơ hóa cầu thận ở những bệnh nhân đái tháo đường. Với các vòng mao mạch thì người ta thấy có sự tắc nghẽn. Trên cái tổn thương của ống thận thì với ống thận gần thì là tổn thương lan tỏa và cấp tính là tổn thương nặng hơn với mất diềm bàn chải và các mảng sắc tố trong lòng thận. Với tổn thương ống lượn xa và ống góp thì người ta thấy rằng có hiện tượng phù nề mở rộng khoảng kẽ nhưng mà không có tình trạng viêm ạ. Để chứng minh cho cái vấn đề tổn thương thận này thì một cái nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm ở 240 bệnh nhân từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 để tìm hiểu về cái nguyên nhân của tổn thương thận ở trong cái bệnh nhân COVID-19. Người ta chỉ định cho các những bệnh nhân có tổn thương thận cấp để bồ tiết niệu, hồng cầu niệu và bị COVID trước khi sinh thiết. Và cái khoảng thời gian mà bị COVID và sinh thiết thận là khoảng 22,3 ngày cộng trừ 26,8 ngày ạ. Thì trong các trong cái mô tả người ta thấy rằng ở 240 bệnh nhân thì có bệnh cầu thận mà kết hợp với COVID hay là có bệnh cầu thận xẹp là chiếm 25,8%, và người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà có mang gen APOL1 thì cái tỷ lệ tổn thương cầu thận là lớn hơn là 91,7%, và cái tổn thương ống thận cấp trong phần lớn các trường hợp sinh thiết thận, và trong các trường hợp mà có bệnh cầu thận kết hợp với COVID thì tỷ lệ cao các trường hợp có cái tổn thương ống thận cấp đồng thời là chiếm 96,8%, và đặc biệt là người ta không thấy có bằng chứng nào trực tiếp của thấy cái virus ở trên cái mô thận trong của virus SARS-CoV-2 trên các mô thận ạ. Tôi sẽ trình bày một vấn đề tiếp theo là một cái biến chứng thường gặp của COVID-19 gây ra trong tổn thương thận, đó là tổn thương thận cấp ạ. Và trong các nghiên cứu khác nhau thì tỷ lệ của tổn thương thận cấp thì chiếm tỷ lệ khác nhau, nhưng là một cái biến chứng mà thường gặp cả cái trên người lớn cũng như trên trẻ em thì chiếm tỷ lệ của tổn thương thận cấp trong các bệnh nhân nhập viện phạm xung quanh có thể lên tới đến 50%, và cái yêu cầu điều trị thay thế thận ở bệnh nhân là thận này ở những bệnh nhân tổn thương thận cấp này khoảng 19%, và cái tỷ lệ yêu cầu cầu điều trị thay thế thận này cao hơn ở những bệnh nhân mà yêu cầu thở máy ạ. Và người ta đánh giá cái việc tổn thương thận cấp ở trên các bệnh nhân mà có bệnh nhân COVID cũng dựa theo tiêu chuẩn của KDIGO với dựa vào mức độ creatinine và thể tích nước tiểu của nhân. Tuy là cái creatinine người ta đánh giá tại cái thời điểm bệnh nhân nhập viện thường là khó khăn cho những cái bệnh nhân mà mình chưa biết cái creatinine nền trước đấy ạ.
Và trong một số nghiên cứu người ta thấy rằng thì cái tổn thương thận, tổn thương thận ở trong nước tiểu ở bệnh nhân bột tiên niệu chiếm 42% và tiểu máu là chiếm 40%. Và một số tác giả cũng đề nghị là cái tổn xét nghiệm nước tiểu cũng như là một cái marker hoặc là một cái xét nghiệm để dự đoán cái tổn thương thận cấp ở trong những cái bệnh nhân mà có tổn thương thận ở bệnh nhân COVID-19 á. Các nghiên cứu người ta cũng chỉ rằng là tỷ lệ mà những tổn thương thận cấp ở trẻ em thì có một số nghiên cứu người ta thấy rằng là cao hơn ở người lớn và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn ạ. Và đây là một cái nghiên cứu ở 24, đây là một cái review của 24 nghiên cứu về với những nghiên cứu mà đánh giá tổn thương thận cấp và COVID-19 á, để đánh giá được tỷ lệ mắc cũng như cái kết quả. Thì trong 1247 trẻ và trẻ thì vào tuổi trung bình là 90,1 thì cái tỷ lệ tổn thương thận cấp là 30,51% và có 0,56% bệnh nhân được yêu cầu điều trị thay thế thận và cái tỷ lệ tử vong là 2,55% và cái biến chứng hậu COVID là chiếm 74,29% và cái tổn thương thận cấp người ta thấy rằng là yếu tố tiên lượng xấu cũng như là tỷ lệ tử vong cao hơn ạ. Về cái cơ chế bệnh sinh của tổn thương thận cấp ở trong tổn thương thận cấp trong bệnh nhân COVID thì nó cũng giống như là cái cơ chế mà trong tổn thương thận chung, vai trò tác động của trực tiếp của SARS-CoV-2 lên tế bào trên thận gây ra bệnh cầu thận xẹp và gây phá hủy nội mô, gây rối loạn đông máu, gây kích hoạt các cái bộ thể và gây viêm và có vai trò của gián tiếp thông qua các tổn thương các cơ quan như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn hoặc là những tác dụng của những tác dụng phụ của quá trình điều trị như là dịch hoặc là dịch nuôi dưỡng, dịch truyền dịch cho bệnh nhân hay là cái việc mà dùng thuốc độc cho thận. Và một trong một cái đồng thuận của các tác giả châu Mỹ, châu Âu và châu Á thì người ta thấy rằng cái yếu tố mà nguy cơ cho tổn thương thận cấp bao gồm tuổi, các bệnh nền hoặc là những yếu tố nguy cơ tại thời gian nhập viện như mức độ nặng của COVID, nồng độ virus trong máu, tình trạng hô hấp và cả tổn thương các cơ quan ngoài hệ hô hấp với các hiện tượng như tăng bạch cầu, giảm lympho, tăng mắc cơ viêm và tình trạng mất nước cũng ảnh hưởng đến làm cái yếu tố tăng cái nguy cơ nặng của bệnh nhân tổn thương thận cấp. Và trong suốt quá trình điều trị người ta thấy vai trò của thuốc độc, từ những cái thuốc gây tác dụng phụ với gây ra cái tác hại cho tổn thương thận. Về cái chiến lược điều trị và căn ngừa thì trong các cái guideline của trẻ con thì cũng chưa có hướng dẫn nào đặc biệt, và trong một cái mà guideline của đồng thuận của châu Mỹ và châu Á và châu Âu thì người thấy rằng là việc điều trị tổn thương thận cấp trong bệnh nhân COVID cũng chưa thấy không có cái khác biệt gì trong những cái bệnh nhân mà tổn thương thận cấp do các nguyên nhân khác. Do vậy thì cái chiến lược điều trị vẫn dựa trên các hướng dẫn của KDIGO và các hướng dẫn liên quan đến khác để quản lý bệnh thận cấp ạ. Và cái điều quan trọng là quản lý huyết động và tình trạng dịch của bệnh nhân nên được cá thể hóa và nên hạn chế sử dụng các thuốc độc với thận ạ. Và việc điều trị cho bệnh nhân tổn thương thận cấp thì nên dựa vào cái cơ chế bệnh sinh và dựa vào cái giai đoạn của tổn thương thận để mình có những chiến lược ạ. Để đánh giá được mối liên quan thận và tiên lượng sớm ở những bệnh nhân COVID-19 thì trong một cái nghiên cứu ở 333 bệnh nhân bị COVID và có 251 bệnh nhân có liên quan thận thì trong khoảng thời gian là theo dõi là 12 ngày thì người ta thấy rằng có 74,5% bệnh nhân có tổn thương thận cấp này, có hồng cầu và có bột tiên niệu ạ. Và trong thời gian theo dõi thì có 68,5% bệnh nhân được có giảm bột tiên niệu khi mà ra trong cái dặn giảm dần ạ. Và trong số các bệnh nhân tổn thương thận cấp thì người ta thấy gần 50% bệnh nhân được hồi phục chức năng thận trong vòng 30 tuần ạ. Và cái bệnh nhân có tổn thương thận thì có tỷ lệ tử vong cao hơn là bệnh nhân không có tổn thương thận ạ. Về cái sự hồi phục thì có một câu hỏi đặt ra là cái cơ chế hồi phục chức năng thận do COVID như thế nào và liệu có khác với các dạng COVID khác không? Các cái dạng tổn thương thận cấp do các nguyên nhân khác không? Như chúng ta đã biết thì cái tổn thương phổi, sơ phổi cũng đã được nhìn thấy ở trong những cái bệnh nhân mà sau COVID. Còn cái tổn thương sơ thận thì cũng cần một cái đánh giá sâu hơn hoặc là nghiên cứu sâu hơn. Nhưng mà người ta thấy rằng các cái tổn thương ống thận này cũng người ta nghĩ rằng nhiều bệnh nhân tổn thương thận cấp do các nguyên nhân khác cũng có hiện tượng sơ hóa cầu thận và dần dần và tiến đến bệnh thận mạng. Cho vậy người ta giả thuyết rằng cái việc sơ thận này cũng có thể tiến triển dần dần đối với những cái bệnh nhân mà có tổn thương thận cấp trong những bệnh nhân mà do COVID gây ra. Và các tác giả cũng đồng thuận đưa ra rằng việc theo dõi bệnh nhân sau khi mà hồi phục COVID nên là 2 đến 3 tháng để kiểm tra về thận tùy vào đúng mức độ nặng của bệnh nhân ạ.
Một cái vấn đề tiếp theo nữa là cái vấn đề mà tác động của COVID lên rối loạn chức năng ống thận do COVID-19 á. Vì tôi thấy các cái nghiên cứu thấy rằng là cái tổn thương ống lượn gần là chiếm phần lớn ấy, với các biểu hiện như bột tinh niệu trọng lượng phân tử thấp, phốt pho niệu, gluco niệu, axit uric niệu và có tăng tỷ phân số bài xuất canxi niệu, natri, phốt pho và chỉ số canxi trên clorin niệu tăng ạ. Cơ bằng chứng của tổn thương của ống thận trong các cái nghiên cứu người ta thấy rằng có các cái mảnh vỡ trong lòng ống bị giãn và mất đường về diềm bàn chải, hoại tử ống thận và màng đáy bị bong chóc ạ. Một cái, có những cái báo cáo ca bệnh lẻ tẻ về cái tổn thương ống thận trong những bệnh nhân tổn thương và các bệnh nhân bị COVID, như một cái báo cáo về bệnh nhân nữ 5 tuổi bị COVID có biểu hiện sốc với nhiễm toan chuyển hóa an hô hấp bình thường, có đa niệu, có kali và phốt pho niệu thấp, có bột tinh niệu, bột tinh niệu tăng beta 2 microglobin và phốt pho niệu. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được điều chỉnh cân bằng kiềm toan, được bù kali, được bù phốt pho và người ta thấy rằng cái rối loạn chức năng ống thận này cũng giảm dần, tức là nhẹ dần so với theo cái giai đoạn cái tổn thương thận cấp và cái tổn thương COVID hồi phục ạ. Và tôi thấy và một số nghiên cứu ở người lớn người ta thấy rằng là ở những bệnh nhân mà đái tháo nhạt do thận thì được chẩn đoán sau 3 ngày bị COVID và hồi phục sau 23 ngày ạ. Và một bệnh nhân khác có hội chứng Fanconi sau 3 ngày của COVID-19 và hồi phục sau 18 ngày ạ. Tuy vậy thì cái tỷ lệ mắc cũng như là biểu hiện và ảnh hưởng lâu dài ở trẻ em cần được nghiên cứu thêm ạ. Về cái tổn thương ống thận, tôi tiếp một cái nghiên cứu là 42 bệnh nhân COVID về nhập viện và thời gian theo dõi trung bình là 19,7 ngày. Và trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng 75% bệnh nhân mắc về hội chứng Fanconi bao gồm cả hoàn toàn và không hoàn toàn. Và cái hội chứng này khôi phục dần và khỏi dần trong cái giai đoạn hồi phục của COVID-19. Và cái nghiên cứu này người ta thấy rằng bệnh nhân nặng bị tổn thương ống thận cao hơn so với bệnh nhân mà không bệnh nhân nặng bị tổn thương ống thận cao hơn ạ. Và bệnh nhân bột tinh niệu cao hơn cũng như tổn thương thận cấp nặng hơn ạ. Một cái tìm hiểu về cái mối liên quan có thể giữa tổn thương ống lượn xa và cái bệnh nhân COVID thì cũng có báo cáo ca bệnh ở một cái bệnh nhi là 32 ngày tuổi. Ở bệnh nhân này có người ta thấy rằng có sự đồng biểu hiện trùng hợp của nhiễm toan ống thận và cái nhiễm toan ống thận này cũng là tháng qua và dần dần cũng được hồi phục sau khi COVID-19 khỏi ạ. Và một cái tác giả Alberto Ortiz đã nói rằng là sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận sau hội chứng Fanconi liên quan đến SARS-CoV-2 cũng như trường hợp sau tổn thương thận cấp. Vì lý do đó mà bệnh nhân phải luôn được theo dõi chuyên khoa thận để phát hiện kịp thời các bệnh lý kèm theo sau này ạ. Bây giờ vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề như vậy thì SARS-CoV-2 nó xâm nhập vào tế bào nhu mô thận. Như vậy thì mình có thể tìm được cái SARS-CoV-2 này ở trong cái nước tiểu như trong cái đường hô hấp không ạ? Về 93 nghiên cứu phân tích mẫu nước tiểu ở 533 bệnh nhân, người ta thấy rằng SARS-CoV-2 trong nước tiểu được báo cáo trong 14 nghiên cứu và tổng số là 24 bệnh nhân, chiếm 4,5% ạ. Và cái tải lượng virus này thì thấp hơn ở các mẫu dịch họng hoặc trực tràng ạ. Nhưng mà cái nồng độ virus cái virus này có thể tìm thấy ngay cả sau 52 ngày bệnh nhân bị nhiễm COVID ạ, nghĩa là nó tồn tại lâu ạ. Như vậy thì khi mà SARS-CoV-2 người ta cũng có thể tìm thấy ở trong nước tiểu với nồng độ thấp như vậy thì có gây ra nhiễm trùng đường tiểu thấp hay không ạ? Một nghiên cứu đa trung tâm ở 238 bệnh nhân viện và không có người ta thấy rằng là không có bệnh nhân nào có triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu thấp ạ. Và SARS-CoV-2 được tìm thấy trong 19% bệnh nhân ạ. Bệnh nhân có biểu hiện đái máu và tộc niệu chiếm tỷ lệ 30-58% ạ. Tuy vậy thì một số nghiên cứu khác người ta cũng thấy rằng có tìm hiểu rằng người ta thấy rằng có sự bệnh nhân bị nhiễm COVID-2 có thể có các rối loạn tiểu tiện như tiểu gấp này, tiểu dắt này và tiểu đêm ạ. Nhưng không có bằng chứng gì về nhiễm trùng đường tiểu ạ. Một cái vấn đề tiếp theo nữa là bệnh nhân sau cái giai đoạn mà viêm hậu COVID ạ, thì bệnh nhân cũng có thể có tổn thương thận. Người ta thấy rằng có vai trò đáp ứng viêm sau virus, mất cân bằng kích hoạt hệ renin-angiotensin ạ, rối loạn chức năng nội mô, kích hoạt đông máu và bổ thể, tắc mao mạch cầu thận, thuốc gây tổn thương thận ạ. Và người ta thấy một cái review của các cái nghiên cứu, người ta thấy rằng
cái tổn thương thận cấp ở trong những bệnh nhân MIS-C là chiếm tỷ lệ là 12,5% đến 46,46%. Và các nghiên cứu này người ta đều gợi ý rằng là những nhóm mà cần điều trị thay thế liên tục nên được bắt đầu sớm để giảm quá tải dịch, đào thải được cytokine, huyết động ổn định, cải thiện chỉ số máy ạ. Và trong một số trường hợp, một số trung tâm mà mình không lọc máu liên tục được thì cái lọc máu ngắt quãng cũng có thể là một cái giải pháp để thay thế ạ. Vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề về COVID trong giai đoạn trong những bệnh nhân mà có bệnh cầu thận trước đó. Đối với hội chứng thận hư là một trong những bệnh cầu thận phổ biến của trẻ em, là một cái bệnh cầu thận mà gây ra cho rối loạn, là một cái bệnh phổ biến trẻ em và là cũng là một bệnh cầu thận qua trung gian hô hấp miễn dịch. Và người ta thấy rằng triệu chứng của nhiễm trùng cũng như virus cũng là một cái trong yếu tố khởi phát của bệnh nhân hội chứng thận hư, và không ngoại lệ là SARS-CoV-2 cũng thấy ạ. Và trong một số cái báo cáo của trẻ em sau, người ta thấy rằng hội chứng thận hư khởi phát sau 5 đến 7 ngày của nhiễm SARS-CoV-2, và bệnh nhân cũng có triệu chứng tương tự và cũng đáp ứng được với điều trị steroid ạ. Một cái review của 13 nghiên cứu người ta tìm hiểu SARS-CoV-2 và hội chứng thận hư để đánh giá được nguy cơ và tấn công với hội chứng thận hư cũng như cách quản lý và vaccine trong cái bệnh nhân hội chứng thận hư đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch. Thì cái nghiên cứu này người ta thấy rằng cái tỷ lệ tái phát không thay đổi trong suốt đại dịch so với những cái năm trước khi chưa có đại dịch, và cái triệu chứng hô hấp thường nhẹ và cần hỗ trợ hô hấp thấp, và không có tỷ lệ tử vong ở các nước thu nhập cao, và bệnh nhân có đáp ứng với tốt với steroid, và không có lý do gì để ngừng việc điều trị steroid ở những cái bệnh nhân này. Và cái thuốc ức chế miễn dịch thì nên tiếp tục điều trị ở bệnh nhân hội chứng thận hư, và liệu pháp ức chế miễn dịch nên được bắt đầu hoặc tấn công mà không có lo ngại nào liên quan đến COVID ạ. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân hội chứng thận hư có SARS-CoV-2 ạ, những trường hợp này thì trẻ hội chứng thận hư thuyên giãn áp dụng quy trình giống như một trẻ khỏe mạnh. Trong trường hợp nặng thì nên cân nhắc việc nhập viện và giảm liều steroid và tiếp tục điều trị và tránh nhập viện trong những trường hợp mà nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng hoặc nhẹ ở trẻ hội chứng thận hư ạ. Và vaccine đối với những bệnh nhân như nào, với bệnh nhân bệnh cầu thận thì người ta khuyến cáo rằng nên tiêm phòng COVID-19 cho tất cả những bệnh nhân mà có hội chứng thận hư và nên ưu tiên nhóm vaccine mRNA. Và trường hợp đang điều trị bằng thuốc kháng CD2 rituximab thì nên hoãn tiêm chủng ít nhất là 6 tháng sau khi mà tạm ngừng điều trị. Và sau khi tiêm phòng thì bệnh nhân cũng nên theo dõi các dấu hiệu của tái phát như phù và theo dõi nước tiểu, và không nên tiêm phòng khi mà bệnh nhân đang ở giai đoạn tái phát. Đối với bệnh nhân lupus cũng là một trong những bệnh phổ biến ở bệnh viện nhi ở khoa thận về thì người ta thấy bệnh lupus thì thấy rằng là một cơ chế nguyên nhân thì không rõ, và vai trò của virus và nhiễm trùng cũng là một trong các yếu tố khởi phát của bệnh. Và trong khoảng thời gian người ta thấy rằng là sự xuất hiện của lupus được khởi phát là được chẩn đoán này sau nhiễm COVID khoảng thời gian trung bình là 24,86 ngày, và thấp nhất là 13 ngày và dài nhất là 60 ngày. Và biểu hiện chủ yếu của những cái bệnh nhân mà lupus ở trong giai đoạn COVID này, biểu hiện chủ yếu của cái bệnh nhân lupus này sau giai đoạn COVID này thì là tổn thương phổi và tổn thương thận cấp là phổ biến nhất Như vậy thì cần thiết chẩn đoán sớm bệnh nhân lupus ở những bệnh nhân COVID-19 và điều trị kịp thời để cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân Trong một cái nghiên cứu người ta thấy rằng tỷ lệ nhiễm COVID của những bệnh nhân lupus ban đỏ này cao hơn những bệnh nhân miễn dịch khác, với tỷ lệ từ 0 đến 18,1% ở những bệnh nhân lupus, và tỷ lệ nhập viện là chiếm 0,24% đến 10,6% giống như các triệu chứng của lupus bùng phát. Và lý do nhập viện chính là bệnh nhân bùng phát và nhiễm trùng bùng phát bệnh thông thường là do bệnh nhân ngừng thuốc Và các biểu hiện lâm sàng chính của những cái bệnh nhân COVID này ở bệnh nhân lupus này là bao gồm như sốt, ho, khó thở, nhức đầu, tăng nhịp thở, đau cơ và tiêu chảy. Và COVID-19 có thể làm trầm trọng thêm bệnh của bệnh lupus, cũng như là nhiễm COVID có thể giống như bùng phát của lupus và có thể xảy ra đồng thời với bùng phát của lupus Và trong cái 13 cái nghiên cứu người ta thấy rằng là thuốc ức chế miễn dịch trước đây dường như là không ảnh hưởng đến nhiễm COVID-19 hoặc các triệu chứng ở bệnh nhân lupus Và phương pháp điều trị IVIG và tăng liều corticoid có thể hiệu quả đối với những bệnh nhân mắc COVID và lupus Và HCQ thì không có vai trò ngăn ngừa sự xuất hiện của COVID-19 Và cái tác động của COVID-19 ở bệnh nhân lupus thì người ta thấy rằng là những bệnh nhân thường thiếu thuốc, bỏ thuốc và khó khăn trong vấn đề tài chính, cũng như là tâm lý hoang mang, không chắc chắn về tương lai, hoặc là tuân thủ khoảng cách xã hội và gây ra vấn đề bệnh hoạt động và lo lắng trầm cảm và rối loạn giấc ngủ cho bệnh nhân
một cái guideline của Mỹ và trong cái giai đoạn đại dịch đang khuyến cáo rằng trong những bệnh nhân mà có bệnh cầu thận giai đoạn COVID thì khi mà bệnh nhân bị những bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 thì nên ngừng MMF hoặc azathioprine trong vòng 5 đến 7 trong vòng 7 đến 10 ngày sau khi triệu chứng khởi phát, và cân nhắc ngừng thuốc MMF hay azathioprine ở những bệnh nhân mà thuyên giảm trên 12 tháng, và cố gắng để chuyển đổi dạng truyền tĩnh mạch sang dạng uống như endosan truyền sang endosan uống, hoặc là bệnh nhân truyền methylprednisolone liều cao chuyển sang dạng pred uống liều cao và không điều chỉnh thuốc chế miễn dịch canxidiolin. Và đối với những nhóm bệnh mà bệnh nhân bắt đầu, với những bệnh nhân mà nhóm nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối, nếu không điều trị ngay lập tức thì nên bắt đầu phác đồ điều trị miễn dịch và chăm sóc đặc biệt, như những bệnh nhân mà với viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh, trong bệnh nhân lupus, trong bệnh hội chứng ANCA, hoặc là những bệnh nhân mà hội chứng thận hư mà có albumin giảm hoặc là có biến chứng nặng gây huyết khối thì cũng nên được điều trị ngay ạ. Và tránh thường dùng thuốc chế miễn dịch ngay ở những bệnh nhân ổn định lâm sàng và mức lọc cầu thận như bệnh dạng IgA và bệnh thận màng ạ. Còn đối với bệnh thận mạn và tăng huyết áp ở trong giai đoạn COVID thì như nào ạ? Bệnh thận mạn và tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ nặng hơn khi nhiễm mà COVID. 4 nghiên cứu và 1389 bệnh nhân nhiễm COVID thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh thận mạn, tỷ lệ mà bệnh nhân bệnh thận mạn mắc COVID cao hơn trong các nhóm bệnh nhân nặng ạ. Và 1590 bệnh nhân nhập viện ở Trung Quốc thì tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh nặng ạ. Nhưng đối với ở nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Ý thì một số nghiên cứu cho rằng tăng huyết áp không phải là yếu tố nguy cơ độc lập đối với COVID nặng ạ. Và cái chiến lược điều trị trong giai đoạn COVID ở bệnh thận mạn và tăng huyết áp thì người ta khuyến cáo rằng là bệnh nhân đang điều trị thuốc chế miễn chuyển và thụ thể thì nên tiếp tục điều trị trừ khi có chống chỉ định, bởi vì người ta thấy rằng việc ngừng thuốc chế miễn chuyển cũng như chu kỳ thể này thì cũng không làm cho giảm nhẹ triệu chứng nặng của bệnh nhân COVID ạ. Và việc ngừng sử dụng những thuốc này có thể làm nặng thêm bệnh tim mạch cũng như bệnh thận và có thể dẫn đến tử vong ạ. Và bệnh nhân mà bệnh thận mạn giai đoạn cuối thì nên tiếp tục kế hoạch thay thế thận ạ. Một nghiên cứu là 740 bệnh nhân tăng huyết áp nhập viện vì COVID-19 thì mức độ nhẹ và trung bình. So với những người được chỉ định ngừng thuốc thì những người tiếp tục dùng thuốc ức chế miễn chuyển hoặc ức chế thụ thể thì có lẽ tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày tương tự ạ. Vâng, tôi xin đến kết luận ạ. Vậy như vậy thì tổ thận là một trong các cơ quan mà bị ảnh hưởng bởi COVID-19 á. Bệnh nhân nên được theo dõi chức năng thận và nước tiểu là cần thiết ạ. Và cái tổn thương thận cấp là biến chứng thường gặp nhất có tiên lượng xấu, được điều trị theo hướng dẫn của KDIGO ạ. Với các trường hợp mà bệnh nhân có bệnh cầu thận khi bị COVID-19 nên cân nhắc điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể ạ. Và vaccine nên được tiêm cho tất cả những bệnh nhân bị cầu thận ạ. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và các anh chị ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Ngọc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trong cái buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay có tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, là trưởng khoa thận và lọc máu của Bệnh viện Nhi Trung ương. Tiến sĩ Hương cũng sẵn sàng cùng với thạc sĩ Ngọc để trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị đồng nghiệp ở trong hội trường cũng như là đang theo dõi trên phần mềm Zoom. Nếu quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp vào cửa sổ Q&A thì chúng tôi sẽ chuyển lại câu hỏi cho thạc sĩ Ngọc và tiến sĩ Hương. Vâng, vừa rồi thì chúng ta biết là cái bài trình bày của thạc sĩ Ngọc, một cái bài khá là tổng quát về tất cả những cái vấn đề cấp tính cũng như là cái tác dụng lâu dài của COVID-19 lên hệ thận tiết niệu. Và như tôi cũng nói ngay từ ban đầu, một số những cái bệnh lý mà chúng ta tưởng là những cái bệnh lý thông thường, ví dụ như là chúng tôi cũng đã gặp một số những cái bệnh nhân trong kể cả trong cái giai đoạn mà điều trị COVID, bệnh nhân COVID nặng cũng như là cái giai đoạn sau này, ngoài cái hội chứng MIXI thì cái nhóm mà cái tổn thương thận cũng là một cái cơ quan mà tuy cái tỷ lệ không cao nhiều như hệ tim mạch hoặc hệ thần kinh trung ương hoặc tiêu hóa, nhưng mà cũng như trong các cái báo cáo của thạc sĩ Ngọc cũng tới 5-40% các cái nghiên cứu là đưa ra có tổn thương thận cấp trong hội chứng MIXI. Thế tuy nhiên còn một cái thực tế hiện nay là những cái tổn thương ống thận là một trong cái vấn đề mà chúng ta cũng đã gặp những bệnh nhân và những cái nghiên cứu trên Ivan về cái mảng tổn thương ống thận thì đã có những cái nghiên cứu người ta cho thấy có tới 30% trong các quần thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 mà có tổn thương ống thận. Thế thì trên thực tế chúng ta cũng đã gặp những cái bệnh nhân và chúng ta rất dễ nhầm với những cái bệnh lý khác và cái tổn thương thận hoặc lại nghĩ rằng là do bệnh thận bẩm sinh hoặc những cái nhiễm toan ống thận bẩm sinh.
Thì thực tế chúng ta đã có những cái bệnh nhân như vậy. Thế đây trong cái bài trình bày của Thạc sĩ Ngọc thì cũng một cái nhóm bệnh lý khác mà có liên quan đến COVID-19 ở đây không phải là những cái bệnh lý mới, bệnh lý thận tiết niệu mới, mà là những cái bệnh lý thận tiết niệu mãn tính chúng ta đang điều trị, như là hội chứng thận hư hoặc là như là tổn thương cầu thận trong các cái bệnh như lupus chẳng hạn. Thì khi bệnh nhân mắc COVID-19 thì cái điều trị của bệnh nhân như thế nào, cũng như là cái khả năng mà tái phát cũng như là đáp ứng với cái biện pháp điều trị ra làm sao, thì tôi cũng đã trao đổi với tiến sĩ Hương là hiện nay thì chúng ta đang sẽ gặp những cái bệnh nhân như thế, và sau cái giai đoạn COVID-19 cấp tính rồi thì không biết là cái thay đổi về mặt đáp ứng điều trị cũng như là cái biến chứng của những cái nhóm bệnh đấy thì nó như thế nào, thì xin mời tiến sĩ Hương có thể chia sẻ thêm cho các đồng nghiệp về cái vấn đề mà các cái bệnh lý thận và khi mà tác động của COVID thì nó sẽ diễn biến như thế nào. Xin mời tiến sĩ Hương. Kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp đang tham dự buổi báo cáo ngày hôm nay ạ. Thực ra là những cái số liệu cụ thể thì bác sĩ Ngọc, số liệu từ các cái báo cáo hoặc các nghiên cứu nước ngoài thì bác sĩ Ngọc đã trình bày rồi. Nhưng mà với thực tế ở chỗ khoa chúng tôi thì hiện tại là chúng tôi chưa có các cái số liệu chính thức. Tuy nhiên là cũng chỉ qua những cái thống kê mà chưa gọi là trên một cái kênh chính thức ấy. Thì cái thứ nhất là về các cái triệu chứng lâm sàng của các cái bệnh nhân mà ví dụ như hội chứng thận hư, hoặc là các bệnh nhân viêm thận lupus, hoặc bệnh nhân Solenox, viêm thận Solenox, hoặc là viêm thận bệnh thận IgA khi đang điều trị các thuốc ức chế miễn dịch mà bị COVID, thì hầu như là các cháu các cái triệu chứng lâm sàng thì thường là không nặng. Thế còn ở một cái nhóm nữa đấy là cái nhóm bệnh nhân bệnh thận suy thận mãn, thì chúng tôi có hai nhóm, đấy là một cái nhóm mà bệnh nhân thẩm phân phúc mạc và nhóm bệnh nhân thận nhân tạo. Thì ở cái nhóm thẩm phân phúc mạc thì theo như các bệnh nhân báo cáo lại với chúng tôi thì các cái triệu chứng cũng không có biểu hiện nặng, và chúng tôi cũng có rất nhiều bệnh nhân bị, nhưng đến giờ phút này thì chúng tôi chưa có một bệnh nhân nào tử vong do COVID trong tất cả các nhóm bệnh lý cầu thận cũng như là bệnh thận mãn. Gần đây nhất thì chúng tôi có một bệnh nhân là suy thận mãn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo, và bệnh nhân này có biến chứng tim mạch EF có 20%, và cháu này thì gia đình từ chối tiêm phòng vaccine. Thì các cái biểu hiện của COVID-19 thì tương đối nặng hơn ở cháu này, tức là bệnh nhân có biểu hiện sốt rất là cao, có khó thở, cộng với cái khó thở này là cả của cái biến chứng tim mạch nữa. Nhưng cũng rất may mắn là sau 5 ngày thì bệnh nhân cũng ổn định và hiện tại là bệnh nhân cũng được ra viện. Thế còn một cái nữa đấy là, cái này là một cái câu hỏi mà chúng tôi cũng đặt ra và thực chất là chúng tôi cũng rất muốn tìm hiểu. Trên một số các bệnh nhân nhập viện thì chúng tôi thấy là có rất nhiều các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân hội chứng thận hư hoặc lupus. Trước đây thì các cháu tương đối đáp ứng điều trị, nhưng sau đợt COVID thì các bệnh nhân bị, cái COVID thì không nặng, nhưng mà bệnh nhân bị tái phát lại bệnh thận hư hoặc lupus. Đặc biệt là thận hư thì chúng tôi thấy là cái việc đáp ứng lại với điều trị khó khăn hơn. Ví dụ như những các cháu mà thuộc thể phụ thuộc hoặc thể tái phát thường xuyên thì có thể chuyển sang thành thể kháng thuốc, hoặc là các cháu kháng thuốc trước đây đã đáp ứng với điều trị các thuốc chế miễn dịch như là khác như là cyclosporin thì bây giờ cháu lại trở thành kháng cả cyclosporin và cái tiến triển của bệnh thận là nó xấu hơn. Tuy nhiên đấy là cũng chỉ là những cái cảm nhận trên một vài trường hợp lẻ tẻ, chứ chúng tôi chưa có một cái số liệu một cách chính thức để báo cáo. Cái này thì hôm nọ là chính bản thân bác sĩ Ngọc và tôi cũng đã có đề cập đến là liệu mình mà làm được một cái theo dõi như này thì sẽ rất là tốt ạ. Rồi tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hương ạ. Chúng tôi có câu hỏi của một đồng nghiệp là trong các cái hội chứng thận hư mà thông thường thì cái chỉ định mà chúng ta truyền albumin là ngưỡng là 25g, dưới 25g trên lít thì truyền đúng không? Còn vậy thì nếu như mà bệnh nhân mà trẻ bị COVID thì cái chỉ định truyền albumin có thay đổi không ạ? Mình có nên truyền sớm hơn không? Xin mời Thạc sĩ Ngọc có thể trả lời câu hỏi cho quý đồng nghiệp đang theo dõi online. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp ạ. Tôi thấy là trong các cái mô tả thì người ta thấy rằng cái triệu chứng của bệnh nhân COVID, có những bệnh nhân mà có hội chứng thận hư thì không hề nặng hơn hơn so với những cái bệnh nhân trong nhóm dân số chung. Cái việc điều trị, cái việc truyền albumin cân nhắc khi nào và khi nào truyền thì còn dựa vào yếu tố lâm sàng như vấn đề huyết động của bệnh nhân hoặc là tình trạng bệnh nhân có tài dịch hay không ạ. Chứ còn cái chỉ định mà bắt buộc là dưới 25 hay dưới 20 còn phải phụ thuộc vào dưới lâm sàng của bệnh nhân ạ.
Vâng, tôi thì cũng có lẽ là cũng 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 tùy theo cái diễn biến của lâm sàng, chứ cái con số thì nó cũng không không phải là cái con số cố định. À, đồng nghiệp các bạn trong hội trường có ai có câu hỏi gì thêm cho bác sĩ Ngọc không ạ? Vâng, có một câu hỏi cái trong cái bài trình bày mà thạc sĩ Ngọc có đề cập tới cái những cái bệnh lý ống thận ấy. Thế thì theo có lẽ là kinh nghiệm thực tế của chúng ta thì cũng cũng mới trải qua, cho nên là chúng ta chắc chắn là cũng chưa theo dõi được nhiều. Nhưng mà những cái nghiên cứu trên y văn ấy thì cái diễn tiến của những cái rối loạn chức năng của ống thận như vậy sau mà sau COVID ấy thì nó kéo dài bao nhiêu lâu? Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của các anh chị ạ. Vâng, thì cái thực ra là cái nghiên cứu mà cái tổn thương ống thận trên trẻ nhi khoa này là cũng là cái tức là cần nghiên cứu, cần nhiều nghiên cứu hơn để theo dõi. Nhưng mà người ta thấy rằng có sự hồi phục là khoảng 10, có một cái nghiên cứu là sau 13 đến 28 ngày ạ. Thì tùy tình trạng bệnh nhân tổn thương ạ, nhưng mà có những nghiên cứu người ta thấy rằng khi mà tổn thương tức là cái tình trạng bệnh nhân nặng về hô hấp hoặc là bệnh về COVID ổn định thì cái chức năng ống thận nó cũng dần về ổn định ạ. Vâng. Cảm ơn thạc sĩ Ngọc. Thế còn những cái trường hợp mà tổn thương thận cấp thì thực tế là trong nhiễm COVID cấp tính thì khi mà cái kinh nghiệm thực tế của chúng tôi điều trị bệnh nhân ấy thì cái nhóm mà cái tổn thương thận cấp nó có thể do rất nhiều các cái nguyên nhân. Cái vai trò của tổn thương ống thận cũng như là tác động trực tiếp của virus SARS-CoV-2 tới tới thận thì cũng có. Thế nhưng mà thực ra với bệnh nhân COVID nặng mà khi mà cái giai đoạn mà nặng rồi bệnh nhân sốt cao rồi thì có rất nhiều cái yếu tố để nó có thể gây dẫn đến cái tổn thương thận trong cái giai đoạn đó. Và chúng tôi cũng không thấy có nhiều bệnh nhân suy thận cấp nặng đến cái mức mà phải can thiệp những cái biện pháp thận thay thế trong cái giai đoạn nặng. Và thông thường là cái hết cái giai đoạn mà suy hô hấp nặng thì cái chức năng thận nó cũng cải thiện dần. Thế nhưng chỉ có một số những cái trường hợp mà bệnh nhân có thể những cái bội nhiễm, những cái nhiễm trùng thứ phát hoặc là những cái độc của các cái thuốc mà chúng ta sử dụng thì làm cho cái tổn thương thận nó nặng nề hơn. Trong cái bài trình bày của thạc sĩ Ngọc cũng đề cập tới cái vấn đề đấy. Còn quay ngược trở lại cái nhóm mà bệnh thận mạn mà như ban nãy tiến sĩ Hương có đề cập, thì khi mà chúng tôi điều trị thì những cái bệnh nhân mà suy thận mạn mà nếu mà đã bị COVID mà COVID nặng ở người lớn ấy, thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và đấy cũng chính là cái nhóm mà đặc biệt trong cái thời điểm bây giờ của năm trước thì cũng là một cái đáng lo ngại. Và cũng rất là may mắn như cái kinh nghiệm của tiến sĩ Hương mà chúng tôi cũng đã gặp một số những bệnh nhân mà suy thận mạn mà COVID, nhưng mà có lẽ là cái số bệnh nhân ít cho nên cái khả năng mà chúng ta theo dõi và chăm sóc được tốt hơn, cho nên là bệnh nhân vẫn may mắn thoát khỏi. Thì đấy là một cũng là cái may cho bệnh nhân. Và một cái câu hỏi mà tôi cũng muốn hỏi xin cái kinh nghiệm của tiến sĩ Hương cũng như là thạc sĩ Ngọc có thể trả lời về cái vai trò của vaccine trong những cái nhóm mà suy thận mạn ấy, mà những cái bệnh thận mạn tính như thế này mà thì cái chỉ định tiêm vaccine như thế nào. Và về ban nãy tiến sĩ Hương có nói là một bệnh nhân người ta nhất quyết người ta từ chối, người ta không tiêm vaccine phòng COVID ạ. Vâng. Và vâng, xin cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Phúc ạ. Em xin thay mặt được trả lời câu hỏi của tiến sĩ Phúc ạ. Về cái vấn đề mà chỉ định của tiêm vaccine trong nhóm bệnh thận mạn cũng như các nhóm bệnh cục thận thì nó không có chứng chỉ định, nó giống như một cái nhóm chỉ chống chỉ định chung ạ. Trừ trường hợp trong bệnh nhân đang diễn biến cấp của hội chứng thận hư hoặc bệnh nhân lupus là nó giai đoạn bùng phát ý, thì cái việc tiêm vaccine nên trì hoãn. Nhưng nếu mà bệnh nhân mà là trong giai đoạn ổn định thì việc tiêm vaccine không có chống chỉ định, giống như một cái dân số chung ạ. Tuy vậy thì em cũng đã đọc một số nghiên cứu thì thấy rằng là cái những bệnh nhân mà đang điều trị bệnh thận mạn có dùng thuốc chống miễn dịch mà bệnh nhân có thì cái nồng độ mà vaccine ấy thì trong mà sau hai mũi thì sẽ thấp hơn những mà dân số trung bình thường, cho vậy người ta cũng khuyến cáo là nên tiêm đến mũi thứ ba hoặc là mũi nhiều hơn ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, cảm ơn thạc sĩ Ngọc ạ. Chúng tôi có một số các câu hỏi của các đồng nghiệp tiếp theo ạ. Xin bác sĩ Ngọc có thể cho biết là những cái bệnh lý thận mà sau nhiễm COVID thì chúng ta nên theo dõi trong khoảng thời gian là bao lâu ạ? Cái câu hỏi này tôi nghĩ cũng rất là thực tế. Vâng ạ. Thì thực ra là cái việc mà theo dõi thì chúng em thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà theo một cái đồng thuận mà của châu Mỹ, của các nhà thận học ở châu Mỹ và châu Âu cũng như châu Á thì người ta giới thiệu rằng nên theo dõi ít nhất là 2 đến 3 tháng ạ, tùy vào mức độ nặng của bệnh nhân ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thạc sĩ Ngọc ạ. Có một câu hỏi nữa của bác sĩ Đỗ Thị Thu. Câu hỏi này chắc tôi xin mời tiến sĩ Hương có thể trả lời giúp. Với những cái bệnh nhân mà viêm thận là bệnh nhân Solenhenok mà đã điều trị đáp ứng nhưng sau nhiễm COVID thì lại bị tái phát và cái tỷ lệ pro trên creatinine tăng lên đến ngưỡng thận hư,
thì có đặt ra vấn đề sinh thiết thận lại hay điều trị tấn công lại hay không? Và việc điều chỉnh lại liều Celsep và Prednisolone cho bệnh nhân này như thế nào? Xin mời tiến sĩ Hương ạ. Vâng ạ. Nếu mà những cái bệnh nhân mà thực tế các bạn cũng sẽ gặp, có những cái bệnh nhân mà không những viêm thận Solenox, kể cả những bệnh nhân hội chứng thận hư hay là bệnh nhân lupus. Khi mà chúng ta bệnh nhân bị COVID ý, thì thường là như trong cái khuyến cáo mà cũng như thực tế chúng tôi đã làm, đấy là chúng ta sẽ thường cân nhắc sẽ dừng, đặc biệt là dừng Celsep. Và chúng ta có thể tăng cái liều corticoid, nhưng thực tế là bệnh nhân sẽ bị có thể tái phát lại bệnh. Thế thì tùy theo từng mức độ, nếu như trong trường hợp này của các bạn mà bệnh nhân có tái phát biểu hiện rõ của cái phun của hội chứng thận hư, tức là có albumin trong máu giảm, có protein trên creatinine tăng, lâm sàng bệnh nhân có thể có phù, thì lúc đấy các bạn sẽ buộc lòng phải điều trị lại từ đầu. Còn cái sinh thiết thận thì tùy trước đây các bạn đã sinh thiết chưa, và cái thời gian sinh thiết cách cái lần này là bao nhiêu lâu và đáp ứng vào điều trị để các bạn quyết định có phải sinh thiết lại hay không. Chứ còn nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân chỉ có protein niệm ở ngưỡng thận hư mà bệnh nhân không có biểu hiện phức hợp thận hư rõ, tức là không có albumin máu giảm, thì các bạn cũng có thể nâng liều corticoid và các bạn bình tĩnh chờ đợi điều trị và thêm bắt đầu lại các cái thuốc ức chế miễn dịch khác và chờ đợi thêm cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân như thế nào để mình sẽ quyết định sau ạ. Vâng, tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hương ạ. Các quý vị có ai trong hội trường có các bạn nào có câu hỏi nào nữa không ạ? Và hiện nay tôi không thấy còn câu hỏi nào của các đồng nghiệp ở trên phần mềm Zoom. Thì nếu chúng ta không có câu hỏi nào nữa thì chúng tôi xin cảm ơn Thạc sĩ Ngọc đã dành một cái thời gian để chuẩn bị một cái chủ đề chúng ta tưởng nó là không có liên quan gì lắm tới thận và tiết niệu với COVID, nhưng mà sau cái bài trình bày chúng ta thấy rằng là một lần nữa để khẳng định là COVID nó có thể tác động tới bất kỳ một cái cơ quan hệ thống nào trên cơ thể của chúng ta. Thế và những cái tác động về lâu dài và những cái gì chúng ta đã biết thì mới chỉ là dừng lại những cái chúng ta đã biết, còn rất nhiều các cái lĩnh vực liên quan mà chúng ta chưa biết thì có lẽ là cái thời gian để chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật thêm trên Ivan cũng như là cái kinh nghiệm và theo dõi những cái bệnh nhân trực tiếp để có thêm những cái kinh nghiệm và chia sẻ với các quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương đã tham dự trong cái buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các thầy, các cô và các quý vị đồng nghiệp cũng như là các bạn học viên đã tham dự trong cái buổi trực tuyến trên phần mềm Zoom cũng như là trực tiếp tại hội trường. Xin chúc các thầy, các cô và các quý vị đồng nghiệp sức khỏe và có bữa trưa ngon miệng. Xin cảm ơn ạ.